một phim tâm thần điêu đại diện. Lý Mặt Sầu, gia tiểu long nữ, phụng mệnh của sư phụ, chạy đến chân núi Tiểu Long Tự. Tìm tung tích của cụ anh chứ chơi không có chứ chết đã. Ờ. Trời ơi. Mày phải đi tìm Dương.
Trời má ơi. Rồi lướt lại đây là thầy chùa đi ha. Đây chủ trì nó tự đi ha. Rồi hỏi nó nè. Hỏi của anh trên kênh ở đâu, hỏi nó đi. Ai? Cứ có đâu. Đây chùa quá. Trời ơi. Yêu quái cốc. Yêu quái cốc. Má ơi má, cái đừng có ngủ, nó tìm nữa. Nó tìm hơi bích lòng đó. Tìm gì đâu không mà. Rồi, không tìm được chim quá, mà ta tìm được con chim của chim quá. Bà là con chim của chim quá. Đúng rồi, mở hô hô là con chim. Ô, im đi. Cái gì? Trời ơi, cái gì bà đòi nó thiệt. Trời ơi, sao mà nó phải đè đầu ta mới chịu trời. Lên chim bay, cởi chim đi về. Cởi chim đi về. Má ơi, má. Ông ảo rồi đó, lỗ đó. Ông ảo rồi đó. Tức mẹ áo rồi. Tức cái áo cho nó tốt lành mẹ vậy. Rồi, ơi, hỏi đi, hỏi nó đi, hỏi lại nè. Ê, lông nữ. Gì? Lông nữ. Đó. Tủ hơn chân cái tới đâu? Một lát giật cho hết giờ nè. Mày đi hấp tóc hả? Trời ơi, tủ hơn chân cái tới đâu gì? Tao không biết. Nó không biết. Nó không biết. Đúng vậy rồi. Nên nó mới quay qua nó hỏi chú Chi. Cô chân nhân ở đâu? Ở đâu? Chú Chi suy nghĩ một lát rồi trả lời. Trả lời. Cô chân nhân hiện ra ở dưới tòa sen. Và 58 hợp lệ. Rồi xin chúc mừng anh luôn. Chúng ta còn một vị khách nhà thứ 3, 3369.